Lục Bình kính chào Vinh Quát Tha Ná, mến chào Sức Trần Đạo, kính chào Chanh Đá Rá, mến chào Thi An Lạc, kính chào Xin Ngồi Nghe, mến chào Sức Rạng Đông, kính chào Hiểu Mộng, mến chào Châu Phan, kính chào IQ Em Đó, mến chào Thi Na, kính chào anh chị Phan Quang Liêm, mến chào Cẩm Vân, mến chào Quang Thanh. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Lục Bình kính chào đạo tràng, sa thủ lành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Minh Quát Tha Ná đã thay mặt đạo tràng để bái tâm bảo thọ trì quy giới. Nhật Quỳnh cũng xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Sức Rạng Đông đã mở rung và cho nghe bài pháp của Ngài Chánh Minh. Dạ, Nam Mô Bụt Tha. Dạ, dạ con thấy đã được tình đạt vào đạo tràng rồi. Dạ, vì là sức khỏe sự tốt rồi. Dạ, chúng con rất là mừng. Dạ, theo đồng hồ con thì còn sớm 4 phút. Dạ, sư có ổn định đường truyền chưa bà sư? Sư có thể cho chúng con cung thỉnh pháp sư không? Sư cho con một tín hiệu ạ. Dạ, con kính tri ân sư. Dạ, cho con 30 giây, cái máy con bị có vấn đề chút xíu. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lễ bái Nhật Quỳnh cung thỉnh pháp sư ạ. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Chúng sanh tất cả bốn hàng a như sen trong nước minh quang luôn chờ. Trời lâu mọc đằng nhờ ánh sáng a trơ hoa lành rải tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng khi thường a chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vật ngầm ngùi khẩn khoản. Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi viết lòng ở đạo dạy đời. Nhâm vườn lọc giả ngày dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử có năm thầy thính giữ pháp từ. Đó là nhóm kiều trận như được nếm hương vị hưu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ dạp vẹn toàn. Một lòng trăng tối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân khổ cập đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng tịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Dạ. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn để điều hợp chương trình ôn bài ngày hôm nay. Dạ, Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học ôn bài được an vui tiến hóa. Con kính dâng mít đến sư ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Ná, lễ chư tăng, con kính lễ thành đại đức tuệ chư quý vị có mặt ở diễn đàn Pháp Quốc Kinh. Ngày hôm nay là ngày 15 tháng 8, ngày Chủ nhật. Theo thường lệ thì hôm nay chúng ta sẽ
tiếp tục cho cái buổi ôn tập cuối tuần quan đến bộ kinh Pháp Cú Kinh ở trong tiểu bộ. Dạ, cảm ơn cô Nhật và cô Rạng Đông. Trước khi vào cái sinh hoạt chính thì tình đàn có một cái thông báo nhỏ. Vừa qua thì có cái sự phát tâm ủng hộ và cúng dường đến chư giảng sư cùng sư thầy Đức ở trong rung Pháp Cú Kinh là do tấm lòng trong sạch của cô Rạng Đông đã cúng dường mỗi một vị là 500.000 đồng Việt Nam. Xin toàn thể chư tăng và Phật tử chúng ta cùng nhau quan hệ với cái thiện phước cô Rạng Đông đã tạo. Xa thú lành thai. Và thưa quý vị rằng ngày thứ sáu thực sự ra tịnh đạt cũng rất là cố gắng để mà tranh thủ cái thời gian để tham dự cái sinh hoạt trên diễn đàn Pháp Cú Kinh. Tịnh đạt có thông báo trước cho cô Nhật Quỳnh, đó là nhờ cô thông báo giùm, tại vì không hiểu tại sao có lúc thì rất là khỏe, giống như bây giờ thì sức khỏe rất là tốt, son nó không có bị đau, nhưng mà có lúc thì lại đau bất thình. Cho nên ngày sáu thì sau cái giờ tụng kinh thì phải nói rằng đang tụng kinh tịnh đạt phải xin phép xuống trước, vì tự nhiên cái son nó đau, và khoảng một giờ đồng hồ thì nó sẽ giảm bớt và tịnh đạt có thể tham gia được. Nhưng mà cuối cùng thì xin cô Nhật Quỳnh thông báo trên room là cáo lỗi là không có tham gia được, là tiếc, vì nghĩ rằng tịnh đạt nghĩ rằng các vị cũng đang trong cái thời gian tham gia cái sinh hoạt, cũng chờ đợi cái bài học ngày hôm đó. Dạ, thì cái đó là việc ngoài ý muốn, xin các quý vị thông cảm cho. Ngày hôm nay thì là lớp học ôn tập cuối tuần phẩm. Hôm nay chúng ta ôn tập đến Tam Tâm Quốc Gác, nhà Chít Tâm Quốc Gác. Trước khi đi vào cái buổi học thì cũng xin thỉnh chư tăng và các quý vị chúng ta đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivademi Sakkhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Suppatipanno Bhagavato Savakkhasso Tang Namami. Dạ, dạ thưa bà Minh Hạnh, trước cũng có bị viêm son này thì, nhưng mà thôi thì khoảng năm 2005-2006 thì có bị một thời gian, mà sau đó thì cũng trị bác sĩ rồi nó hết cho đến mãi tới là cách đây là khoảng tuần trước là bắt đầu lại, rất là thịt chứ nó không có cái dấu hiệu gì mình cảm là mình gì hết. Tiện đau nó đau cách ngày hai ngày cái đau một lần, và nó đau cái thời gian đau càng ngày càng dài ra thì bắt đầu nó mình khó chịu. Hiện tại bây giờ thì tịnh đạt có nhờ cái cô y tá làm trong bệnh viện cổ mua thuốc về uống. Dạ, chứ con không có đi ra bệnh viện để khám, tại vì hiện tại cái dịch bệnh này thì hạn chế cái việc mà đi lại như bệnh viện ta, còn thì không mình thuốc cầm chừng thôi. Con nghĩ là chắc cũng ổn định chứ không đến đổi. Dạ.
Dạ con cảm ơn thượng tọa, cảm ơn quý vị đã quan tâm. Thì để trở lại, chúng ta sẽ sinh hoạt cho cái buổi học ôn tập cuối tuần ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ ôn tập cái phần phẩm Chittavaka, phẩm tâm quan ba cái tích truyện. Thứ nhất là tích truyện trưởng lão Mekhiya ở 34. Thứ hai là tích truyện của vị tỳ khưu ở Thủy Lưu Thôn Anyatara Bhikkhu 35. Và cái tích ba là tích vị tỳ Anthita Bhikkhu Watthu. Là câu này là chúng ta ôn tổng cộng là 4 câu, gồm có 3 tích truyện, 3 cái duyên sự tích truyện. Dạ con tri ân thượng hạnh. Anh thì vị đã sẵn sàng ôn tiên trước đó, chúng ta sẽ câu pháp cú Pali Việt mỗi câu. Sau đó thì bước thứ hai sẽ là quý vị cùng nhau chúng ta và đọc luôn cái phần duyên sự tóm tắt. Dạ, câu 33. Handanang cham durakhang duni warayang ujung karo tawi usro wade handanang cabang tang tang warayang. Ujung karo ti me ô sư qua tình tâm hoảng hốt dao động khó hậu khó nhiếp, người trí làm tâm thẳng như thợ tên làm tên, tâm hoảng hốt khó hậu trì khó nhiếp, người trí tâm như thợ tên làm tên. Câu số 34. Wa ri cho wa tha lê kít tô ô ca mô ca ta ô pa tô ba ri plang đa ti chiang ta tha ba hai wa ri cho wa tha lê kít ô ca mô ca ô ti phan đa ti đăng chít tăng ma ra thầy yang ba huynh. Như cá quăng lên bờ, vất qua ngoài thị giới, tâm này vùng quẩy mạnh, hại ma quăng lên bờ, vất qua ngoài thị giới, tâm này vùng quẩy mạnh, hãy đòn thế lực ma. Câu số 35. Duniga sa la hu no tha ni pa ti no citta sa dhamma tho sa thu cittang dan tang sukha vahang dunikaha sa la hu no yatha kama ni pa citta dhamma thu cittang dan sukha vahang. Khó nắm giữ khinh động theo dục bụng, lành thai điều phục tâm an lạc đến, giữ cuồng lành thai điều phục tâm, tâm điều an lạc đến. Câu số 36. Su đua đa sang su ni bu năng ya ta ka ma ni ba ti năng chittang rakhe ta meta vi
chít tăng gút tăng su khá hoa hăng chú đốt đa sang su ni bu năng yá ta ka ma ni pa ti năng chít tăng rắc khê tha mê ta vi chít tăng gút tăng su khá hoa hăng. Tâm khó thấy tế nhị theo các dục quay cuồng, người trí phòng hộ tâm hộ an lạc đến. Tâm khó thấy tế nhị theo các dục quay cuồng, người trí phòng hộ tâm, tâm hộ an lạc đến. Sa thú, sa thú. Dạ, như vậy là chúng ta vừa qua bước 1 là ôn tập tập thể, qua 4 câu kinh Pháp Cú số 33, 34, 35 và 36. Và tiếp theo là phần ôn tập cá nhân, sẽ mời từng vị chúng ta cố gắng để mà tranh thủ cái thời gian chúng ta giơ tay để mà giành lấy cái quyền để cầm mic, cái thời gian mà đặc biệt không chỉ là chúng ta đọc cho chúng ta nghe. Bình thường thì khi mà ở riêng một mình đó, ở nhà, ở riêng cái chỗ chú xứ của mình đó, thì mình có thể mình đọc kinh, mình đọc sách. Nhưng sở dĩ mà chúng ta có cái buổi ôn tập cuối tuần này, và sở dĩ mà chúng ta cầm mic để mà đọc những cái lời kinh, lời Phật dạy, thì thưa quý vị rằng chúng ta đang làm một cái việc hết sức là quan trọng và ý nghĩa để cho tất cả mọi người và tất cả những người lại những cái buổi ôn tập này có thể tùy hỷ theo công đức của mình. Đó là một cái bước nhịp cầu nối rất là tốt cho những cái người có thể lắng nghe được cái lời mà chúng ta trùng tụng lại. Có một cái cô Phật tử ở chùa, cái mùa dịch này không có đến chùa được, rất là nhớ chùa. Nhưng mà cô nói rằng là khi mà ở nhà con tụng kinh á, thì con cũng rất là hoan hỷ, nhưng mà con không biết là tụng kinh như vậy cái phước báo nó như thế nào. Thì sẵn đó Tịnh Đạt có giải thích cho cô, đó là mình tụng kinh á, hay là tụng những cái lời Phật dạy đó, trước tiên á, mình đừng có nghĩ đó là cái phước báo do cái sự tụng kinh để mình có được cái sự hạnh phúc hay là cái sức lợi. Mà trước tiên mình phải tác ý rằng cái sự tụng kinh hay là nhắc lại, trùng tụng lại cái lời Phật dạy đó, cái điều lợi ích đầu tiên đó là đang góp phần gìn pháp. Mình đang làm một công việc giống như là các ngài thánh tăng, các ngài đệ tử Phật đã làm trong các kỳ kết tập tâm tạng. Các kỳ kết tập tâm tạng là những lần trùng tụng, nhờ những lần đó mà kinh điển, lời Phật dạy mới được trường tồn, mới được xuất hiện cho đến ngày hôm nay. Và mình làm công việc tụng hay là nhắc lại những cái lời Phật dạy đó là mình làm công việc giống như là các ngài đã làm trong những cái kỳ kết tập tâm tạng. Cái thứ hai, khi mà mình tụng kinh, mình nhắc lại những cái lời Phật dạy đó, đó là những lần mình thấm thía những cái ý nghĩa của lời kinh, qua đó giúp mình có được cái phương pháp, cái cách thức hành trì đúng. Cái thứ ba nữa là cái phước đức do cái sự thành kính đối với cái lời dạy của Đức Phật hay là pháp bảo, thì đó là những cái ý nghĩa rộng trong việc mà chúng ta không chỉ là chúng ta chỉ đọc, nhìn văn bản đọc hay là thuộc lòng,
chúng ta nghĩ rằng rất là đơn giản. Nó không phải là những cái lời dạy, những cái lời mà chúng ta đọc thuộc giống như là thơ, kệ, hay là những cái lời mà những người sáng tác, tác giả ở ngoài đời. Mà cái việc đọc kinh, đọc kệ nó rất là quan trọng và có ý nghĩa rất là sâu sắc ở trong cái đời tu và trong cái việc mà gìn giữ giáo pháp. Cho nên Tịnh Đàn cũng rất là muốn, mong muốn kêu gọi quan hỷ tích cực các quý vị đã có thời gian chúng ta lên đến diễn đàn này vào những cái ngày trong tuần và nhất là ngày Chủ nhật, thì chúng ta hãy thêm một chút xíu nữa cố gắng để mà chuẩn bị cho cái buổi ôn tập, thì đó rất là quan hỷ. Thì bây giờ để tiếp tục cái phần ôn tập cuối tuần là phần ôn tập cá nhân của mỗi từng vị, thì bây giờ xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy giơ tay và chọn cho mình một câu pháp cú để mà ôn đọc, và cũng là ôn luôn phần duyên sự của câu pháp cú đó. Và xin mời quý vị. Dạ, xin mời cô Nhật Quỳnh ạ. Nam mô Bức Thầy giá, và một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư tôn đức, kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Đặng Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, con khi dân sư. Dạ, con không biết đại đức tuệ đức có chút máy không, xin cho con xin một tín hiệu bạch sư. Dạ, đại đức tuệ đức có chút máy cho con xin một tín hiệu ạ. Dạ, kính bạch quý ngài, kính thưa đạo tràng, lúc nãy con nghe đại đức Tịnh Đạt nói về cô Rạng Đông dân tịnh tài đến chư diệu giảng sư trong lương pháp cú kinh chuyên đề. Dạ, lương pháp cú kinh. Dạ, con cũng kính bạch quý ngài và kính thưa đạo tràng. Dạ, trong lương pháp cú kinh thượng tọa Thanh Tâm ở chùa Kỳ Viên có nhờ con là dân giảng sư ở trong room pháp cú 100 đô, và con đã gửi về đại đức tuệ đức để nhờ sư chuyển đến chư tăng giảng sư ở trong room pháp cú. Nên con cũng xin trình bày cái điều này, tại vì tịnh tài thì con là người nhận. Dạ, nói chứ con cũng vòng vòng chứ con không có nhận tiền. Dạ, con cũng không có nhận tiền, nhưng mà con là cái người chuyển tiền, nhưng mà con không phải là người nhận tiền. Đến đại đức tịnh tuệ đức nên con cũng muốn cầm mic lên để kính bạch với ngài và kính thưa đạo tràng để đầu đó nó sáng tỏ. Dạ, con kính tri ơn. Dạ, không có sao con không thấy đại đức tuệ đức ở trước máy. Dạ, nên con muốn gọi sư tuệ đức, tại vì sư tuệ đức người chuyển tiền đến chư tôn đức. Dạ, đại đức Tịnh Đạt có nhận được cái tiền đó không, mà cho con một tín hiệu để coi như là con cũng đã bạch với thượng tọa Thanh Tâm rồi, nhưng mà đâu đó cho nó rõ ràng. Dạ, con cung thỉnh bằng tay đại đức Tịnh Đạt ạ. Chắc đại đức tuệ đức không có trước máy rồi, con kính dân mít đại đức Tịnh Đạt ạ. Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã nhắc Tịnh Đạt. Tại vì sau cái lần cúng dường của cô Rạng Đông á, thì Tịnh Đạt có nhận được cái tin của đại đức tuệ đức, là do vì là Tịnh Đạt không nắm được cái rõ cái thông tin, cho nên đúng ra thì phải nhờ đại đức tuệ đức thông báo cho mọi người được rõ. Đại đức tuệ đức có nhắn rằng có một vị ở chùa Viên, như cô Nhật Quỳnh nhắc là đại đức Thanh Tâm, Tịnh Đạt không có rõ thông tin, thì có quan hỷ để mà cúng dường chư giảng sư ở diễn đàn pháp cú kinh, là mỗi vị là 250.000 đồng Việt Nam. Và cái phần đó thì Tịnh Đạt được thông báo và được nhận cái sự cúng dường, và còn những phần còn lại của các vị giảng sư thì chắc là do đại đức tuệ đức sẽ đã cúng dường đến các vị. Cái phần đó thì Tịnh Đạt không có
không có nhận để trách nhiệm để mà thay mặt cúng dường. Riêng cái phần của cô Rạng Đông thì Tịnh Đạt có nhận trực tiếp và thay mặt cúng dường cho các vị giảng sư. Và cô Rạng Đông cũng có gửi cúng dường tam bảo tại chùa Tứ Phương Tăng Tịnh Đạt đang ở. Thì đó là thêm một số thông tin liên quan đến cái sự cúng dường đến các vị giảng sư. Lúc nãy thì Tịnh Đạt có trình bày nhưng mà thiếu cái thông tin này. Lần nữa cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã bổ sung. Dạ. Và bây giờ thì để tiếp tục thì mời quý vị chúng ta sẽ quay lại cái lớp học ôn tập cuối tuần. Chúng ta cũng để chúng ta không có mất cái thời gian cho cái buổi học ngày hôm nay. Vì nào sẽ xung phong đầu tiên để mà ôn tập cho 4 câu kệ ngôn pháp cú ạ. Và hình như là hôm nay cô Rạng Đông có cái giúp cái phần cô Rạng Đông có giúp cái phần tóm tắt cái duyên sự. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, mời quý vị bắt đầu cho cái buổi ôn tập cuối tuần ạ. Dạ, mời. Dạ Nam Mô Bụt Tha, dạ Nam Mô Tham Ma, dạ Nam Mô Sang Kha, dạ con kính lĩnh lễ Đức Phật, con kính lĩnh lễ giáo pháp, con kính lĩnh lễ Đức Tăng, con kính lĩnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn câu số 34. Dạ cảm ơn Quỳnh. Wari cho wa thare khito okamo kata upato paripanda tí đăng chít tăng ma ra thay dăng pa hà ta quê. Wari cho wa thare khito okamo kata Bá tô Bá rí bàn đá tí đăng Chít tăng Ma rá thay dằn Bá hà tá quê. Như cá quăng lên bờ vớt ra ngoài thủy giới, tâm này vùng vẫy mạnh hãy đoạn thể thế lực ma. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Như cá quăng lên bờ vớt ra ngoài thủy giới, tâm này vùng vẫy mạnh hãy đoạn thế lực ma. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Dạ, đọc sao cũng được, xích cứ post lên là cảm nhận đọc. Dạ, cảm ơn xích. Tỳ kheo mít ghi giá lúc đang làm thị giả cho Đức Phật lại nóng lòng muốn vào rừng tu thiền. Đức Phật thấy xét thấy điều này không mang lại sự tăng tiến, cho nên thầy khuyên hãy chờ đến lúc thích hợp. Tỳ kheo mít ghi giá không nghe lời khuyên mà bỏ vào rừng một mình. Sau một thời gian luôn bị phiền não chi phối nên trở về chỗ Đức Phật. Đức Từ Phụ đã dùng hai kệ ngôn trên để mang lại pháp nhãn cho thầy. Tỳ kheo mít ghi giá lúc đang làm thị giả cho Đức Phật lại nóng lòng muốn vào rừng tu thiền. Đức Phật xét thấy điều này không mang lại sự tăng tiến cho thầy nên khuyên hãy chờ đến lúc thích hợp. Tỳ kheo mít ghi giá không nghe lời khuyên mà bỏ vào rừng một mình. Sau một thời gian luôn bị phiền não chi phối nên trở về chỗ Đức Phật. Đức Từ Phụ đã dùng hai kệ ngôn trên để mang lại pháp nhãn cho thầy. Hết. Dạ, câu duyên sự số 35. Đun nít
gá hát xá lá hú nô giá thá ca má ní pa tí tô chít tát xá đá má thô xà thú chít tăng đăng tăng xú khà quá hăng đùn ní đùn nít gá hát xá lá hú tô nô giác thá ca má ní pa tí nô chít tát xá đá má thô xà thú chít tăng đan tăng xú kha quá hăng khó nắm giữ kinh động theo các dục quay cuồng lành thai điều phục tâm tâm điều an lạc đến. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu: khó nắm giữ kinh động theo các dục quay cuồng lành thai điều phục tâm tâm điều an lạc đến. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu: một thầy tỳ khưu học trong phương pháp thiền quán từ Đức Phật rồi đến tìm một đến một khu làng hẻo lánh hành đạo. Không lâu vị này nhận ra một điều là bà thí chủ trong làng là người có thể đọc tâm tư của người khác. Biết vậy, vị này lo âu vì sợ rằng có khi tâm tư bị uế nhiễm thì thật xấu hổ. Nghĩ thế, thầy liền rời bỏ nơi đó về chùa Kỳ Viên đảnh lễ Đức Phật và thuật lại câu chuyện. Đức Phật dạy rằng chính nơi đó là chỗ thích hợp để thanh lọc tâm. Vị tỳ khưu vâng lời trở lại ngôi làng và tinh tấn tu tập không chứng quả vô sanh giải thoát. Bài kệ pháp cú trên được Đức Phật dạy nhân đề cập câu chuyện của vị tỳ khưu này. Một thầy tỳ khưu học phương pháp thiền quán từ Đức Phật rồi tìm đến một khu làng hẻo lánh thành lạc. Không lâu vị này nhận ra một điều là bà thí chủ trong làng là người có thể đọc tâm tư của người khác. Biết vậy, vị này lo âu vì sợ rằng có khi tâm tư bị uế nhiễm thì thật xấu hổ. Vì thế, thầy liền rời bỏ nơi đó về chùa Kỳ Viên đảnh lễ Phật và thuật lại câu chuyện. Đức Phật dạy rằng chính nơi đó là chỗ thích hợp để thanh lọc tâm. Vị tỳ khưu vâng lời trở lại ngôi làng và tinh tấn tu tập. Không lâu chứng quả vô sanh giải thoát. Bài kệ pháp cú trên đã được Đức Phật dạy nhân đề cập câu chuyện của thầy tỳ khưu. Và Cẩm Vân đã đọc bài xong và mến mời bàn tay của Sít Trần Đạo. Cảm ơn chị Cẩm Vân. Nam mô Bổn Sư Thầy Giả. Nam mô Tam Ma Giả. Nam mô Sanh Thầy Giả. Con kính lãnh lễ thượng tọa minh hạnh đại đức thượng đạo đại đức tiểu đức cùng chư tôn đức tăng, kính lễ cô tu nữ tiểu nhiên, kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc câu kinh pháp cú số 36 ạ. Su đế tát sằng su ni u nằng vát thá cà má ni bà tư nằng chít tằng rắc hề thá nề thà vì chít tằng rút tằng su khà quá hằng tâm khó thấy tế nhị theo các dục quê cường người trí hồng hộ tâm tâm họ an lạc đến. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Su đốt đá sàn su ní ú nằng giáp thá cà má ní bà tí nằng chít tằng vắt hề thá nề thà vì chích tăng rút tăng số kha quá hằng tâm khó thấy tế nhị theo các dục quê cường người trí phần hộ tâm tâm hộ an lạc đến. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu.
Sudipasa Samuknang Yattha Kana Nibatina Chittang Rakhe Tha Methavi Chittang Rittang Sukha Vaha. Tâm khó thấy tế nhị theo các việc quay cường mười trí phần hòa tâm tâm họ an lạc đến đó là khổ thơ của hòa thượng Thích Minh Châu. Một thầy tỳ khưu khi còn là cư sĩ thì thường thành tinh tiến vương bồi phước hạnh. Sau khi xuất gia được các bậc giáo thọ hướng dẫn Phật pháp thì cảm thấy khó khăn lẫn hội, học luật thì thấy tâm cứ ràng buộc, học kinh thì thấy sự ứng dụng mỗi người một cách. Một A Tỳ Đàm thì cả về ngôn từ nghĩa lý, vị sư ấy không an lạc nên mới hoàn tục. Khi được những người bạn đồng hành đồng phạm hạnh đưa đến gặp Đức Phật thì vị tỳ kheo ấy được Đức Điềm Luận dạy rằng bất tất phải quan tâm nhiều điều, chỉ cần hồng họ tâm ý là đủ hết, là đủ. Dạ, con đã đọc câu kinh Pháp Cú số 36 xong ạ. Dạ, con xin gửi mít lại cho đạo tràng ạ. Dạ, cảm ơn chị Trần Đông đã góp bài. Dạ, sa thú, kính cảm ơn sức Trần Đạo. Nam Mô Bích Tha Giá, một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư tôn đức Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, Nhật Quỳnh thấy có cô tu nữ Tệ Duyên, cô có ôn bài không cô? Cô có cầm mic được không? Cô có ôn bài không cho Nhật Quỳnh một tín hiệu? Và Nhật Quỳnh kính mời tất cả bàn tay quý vị ạ. Trong khi chờ đợi, dạ con xin được ôn bài trước. Con chọn câu số 33. Dạ, Vinh Quá Thanh Á cho Nhật Quỳnh câu số 33. Dạ, cảm ơn Vinh Quá Thanh Á. Phạm đánh năng chắc bánh lặng chích tặng đồ rắc thằng đuôn như quà ra dặn ưu chùm ca rô tí mê thà quy ưu sức ca rô quá tê trả năng. Phạm đã rằng chắc ba lần chịt tăng đồ rạch thằng đùn ni hòa ra dàng ưu chùm ca rô thi mê thạ quy ưu su ca rô quá tê chánh năng. Tâm hoảng hốt dao động khó hộ trì khó nhiếp, người trí làm tâm thẳng như thợ tên làm tên. Tâm hoảng hốt dao động khó hộ trì khó nhiếp, người trí làm tâm thẳng như thợ tên làm tên. Dạ, rạng đông cho Nhật Quỳnh xin duyên sự ạ. Dạ, kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, nghe vào đạo tràng. Tỳ kheo mê ghi giá, lúc đang làm thì giả kênh Đức Phật lại nóng lòng muốn vào rừng tu thiền. Đức Phật sẽ thấy điều này không mang lại sự tăng tiến cho thầy nên khuyên hãy chờ đến lúc thích hợp. Tỳ kheo mê ghi giá không nghe lời khuyên mà bỏ vào rừng một mình, sau một thời gian bị phiền não chi phối nên trở về chỗ Đức Phật. Đức Từ Phủ đã dùng hai bệ kệ ngôn trên để mang lại pháp nhãn cho thầy. Dạ, con xin được kệ câu 33. Phạm đã năng cha bà lặng chết tăng đủ răng khăn đứng đi qua ra dân ủ chủng ca rô thì mẹ tha quy ủ su ca rô quà tế cha năng. Phạm đã răng cha bà lặng chết tăng đủ răng khăn đứng đi qua ra dân ừ chúng ca rô tì mẹ tha quy ừ ca rô hòa tê cha năng. Dạ, con xin kể luôn câu 34.
và đi cho qua thà lễ khinh tơ ao ca mô kha ta ấp ha tơ bà thanh đa tỳ đặng chế tăng mã ra thay văn bà hạ ta về và đi cho qua thà lễ khích tơ ô ca mô ca tà ụp ma tơ và đi phan đa tỳ đặng chế tăng mã ra thê văn bà hạ tha ba quê như cá quăng lên bờ bớt ra ngoài thủy giới tâm này vùng vẻ mạnh hại đoạn thể lực ma. Dạ đây là bản kiểu ngữ của ngài hòa thượng Minh Châu. Còn bài nào thì cũng rất là hay, cũng Đức Phật dạy cái điều làm tốt, nhưng con trong mấy bài này con thích bài này nhất, lý do con thấy là tâm mình luôn hoảng hốt dao động nên con phải nhắc nhở mình để tâm mình bớt dao động và mình sẽ cố gắng làm người trí, làm cho tâm thẳng. Nam mô Bụt Tha dạ, con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Nhật Bình kính cảm ơn đạo tràng, cảm ơn Minh Quách Thanh Á và Thích Đạm Đông đã bớt bài học và dạ, mến mời cô tu nữ Tài Duyên. Sa thú lành thay, cảm ơn Nhật Quỳnh. Nam mô Bụt Tha dạ, Nam mô Tham Ma dạ, Nam mô Sankha dạ. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, kính lễ tượng tọa minh hạnh đại đức Tịnh Đạt, đại đức Tuệ Đức, kính lễ quý tu nữ và thân chào quý thiền nam tín nữ. Và bây giờ tự nhiên xin đọc bài dạ, cảm ơn Quỳnh. Qua viết chồ qua viết chồ quá thắt lệ khí tồ ô ca mô ca tắc ức phát tồ bà rí phàn đắc tí đăng chích tầng mà rắc thầy dần bà hà ta quê qua rí chô quá thắt lệ khí tồ ô ca mô ca ô ca mô ca tắc ức phát tồ bà rí phàn đắc đằng chích tầng mà ra thầy dần bác hà ta về. Nhà bây giờ thầy dân xin kể. Qua đi chô qua thả lệ thịt tô ô ca mô ca ta ức phá tô bà ri pan đa thì đăng chít tăng mà ra thầy văn mà hà ta quê qua đi chỗ qua ta lê thịt tô ô ca mô ca ta ức phá tô bà di phan đa tỳ đăng chít tăng ma ra thay văn bà hà ta quê như cá quăng lên bờ vứt ra ngoài thủy giới tâm này vùng vẫy mạnh hải đoàn thế lực ma. Phổ thơ của hòa thượng Thích Minh Châu. Dạ, Vinh Vách Thanh Ác cho nhân sự. Dạ, cảm ơn Rạng Đông. Tỳ kheo mê cái giá, lúc đang làm thị giả cho Đức Phật, lại nóng lòng muốn vào rừng tu thiền. Đức Phật xét thấy điều này không mang lại sự tăng tiến cho thầy, nên khuyên hãy chờ đến lúc thích hợp. Tỳ kheo mê cái giá, không nghe lời khuyên mà bỏ vào rừng một mình. Sau một thời gian luôn bị phiền não chi phối, nên trở về chỗ Đức Phật. Đức Từ Phụ đã dùng hai kệ ngôn trên để mang lại
pháp nhãn cho thầy. Dạ, duyên sự đã hết. Dạ, bây giờ đã thấy tín hiệu của số khác. Dạ, kính mời chị ạ. Alo. Dạ, con cũng à. Cảm ơn cô Nhật Bình, cô Giảng Đông, cô Tuệ Duyên đã cho con tin hiệu. Dạ, con xin đọc câu kinh số 35. Nam mô Buddha giá, Nam mô Dhamma giá, Nam mô Sangha giá. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tịnh Đạt, đại đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức tăng. Con kính chào quý cô tu nữ cùng quý cô chú Phật tử trong đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu kinh số 35 ạ. Dun lika hát sát lạ hu lô rát thác ca ma li pa ti nô chít tát sát đá mát thô sa thú chít tăng đăn tăng su khà vát hằng đùn lích gá hát xã lá hô lồ giát thác cà man lý bà tí nồ chít tát sát đá mát hồ sa thú chít tăng đăn tăng su khà hoa hằng khó lắm giữ kinh đỏ theo các dục quay cuồng lành thay điều phục tâm tâm đều an lạc đến. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, chú dạ cho con đọc duyên sự nữa ạ. Một thầy tỷ kheo học phương pháp thiền quán từ Đức Phật rồi tìm đến một khu làng hẻo lánh hành đạo. Không lâu vị này nhận ra một điều là bà thí chủ trong làng là người có thể đọc tâm tư của người khác. Biết vậy, vị thầy lo âu vì sợ rằng có khi tâm tư bị đệ nhiễm thì thật xấu hổ. Tạ hết chưa ạ? Dạ. Dạ, con xin đầu tiếp ạ. Nghĩ thế, thầy liền rời bỏ nơi đó về chùa Kỳ Viên đảnh lễ Phật và thuật lại câu chuyện. Đức Phật dạy rằng chính nơi đó là chỗ thích hợp để thanh lọc tâm. Vị tỷ khưu vâng lời trở lại ngôi làng và tinh tấn tu tập. Không lâu chứng quả vô sanh giải thoát. Bài kệ pháp cú trên được Đức Phật dạy nhân đề cập câu chuyện của vị tỳ khưu này. Dạ, con cảm ơn cô Giảng Đông. Dạ, con cảm ơn đạo tràng. Dạ, con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Tha. Dạ. Sa thú xích xu khá, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tịnh Đoà, đại đức Tuệ Đức, cô tu nữ Tự Nhiên. Con kính chào đạo tràng. Kính đảnh lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Con xin chọn câu số 36. Kính cảm ơn huynh Vát Thà Ná đã bóng bài. Su đút đá sần su ni phú nằng giáp tha cà má ni bà tí nằng chích tăng rắc khề thá mê thà quy chích tăng vũ tăng su khà quá hằng tâm khó thấy tế nhị
theo các dục quay cuồng, người trí phòng hộ tâm, tâm hộ an lạc đến. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Tu đú đá sần su ni phú năng, gia tha cà má ni bà tí năng, chích tăng rắc khề thá mê thà quỳ, chích tăng vút tăng su khà quá hằng. Tâm khó thấy tế nhị, theo các dục quay cuồng, người trí phòng hộ tâm, tâm hộ an lạc đến. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ cảm ơn Vinh Bát Thanh Á. Một thầy tỳ khu khi còn là cư sĩ thì thuần thành, tinh tiến, dung bồi phước hạnh. Sau khi xuất gia được các bậc giáo thọ hướng dẫn Phật Pháp thì cảm thấy khó khăn lãnh hội. Học luật thì thấy trăm thứ ràng buộc, học kinh thì thấy sự ứng dụng mỗi người một cách. Học A Tỳ Đàm thì cả rừng ngôn từ nghĩa lý. Vì sư ấy không an lạc nên muốn hoàn tục. Khi được những người bạn đồng phạm hạnh đưa đến gặp Đức Phật, thì vị tỳ khu ấy được Đức điều ngự dạy rằng bất tất phải quan, điều chỉ cần phòng hộ tâm ý là đủ. Dạ thưa chấm dứt. Kính mời ba ông thần nha. Hello, hello, mọi người nghe con không ạ? Dạ, con cảm ơn cô Giảng Đôn. Trước hết con kính lãnh lễ quý sư ông, con kính lãnh lễ quý bà, quý cô tu nữ, con kính chào quý cô, chú và anh chị. Con không biết chọn bài nào con cũng đọc tốt hết, hết. Cho nên bác cấp cho con bài nào con đọc bài đó ạ. Dạ, sau đây con xin đọc câu kinh pháp cú số 33. Phân đà nâng an lần chít tăng đu đu rắc khăn đu ní hoa giá danh ú chung cá rô tí mê thà vi ú su cá rô quá tê chá nâng. Con xin đọc lần nữa. Phân đà nâng chấp an lần chít tăng đu rắc khăn trùng lý hoa giá danh ú chung cá rô tí mê thà vi ú su cá rô quá tê chá năng. Con xin đọc lời dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Tâm hoảng hốt dao động, khó hộ trì, khó nhiếp, người trí làm tâm thận, như thợ tên làm tên. Con không có dám kể cho con xin bài con đọc. Con kể dính chưa con bị rầy. Còn con thì con đọc giọng gì cũng được, Bắc Trung Nam, nhưng mà kể thì con kể hay bị lộn lắm. Alo mọi người còn nghe con không à? Hay là con bị té mất tiêu rồi? Con kính cảm ơn sư, con cảm ơn cô. Con xin đọc và tích truyện số 33 và 34. Tỳ kheo mê ví giá, lúc đang làm thị giả trên Đức Phật, lại nóng lòng muốn vào rừng tu thiền. Đức Phật xét thấy điều này không mang lại sự tăng tiến cho thầy, nên khuyên hãy chờ đến lúc thích hợp. Tỳ kheo mê dĩ giá không nghe lời khuyên mà bỏ vào rừng một mình. Sau một thời gian luôn bị phiền não chi phối nên trở về chỗ Đức Phật. Đức Từ Phụ đã dùng hai kệ ngôn trên để mang lại pháp dạy cho thầy hết. Dạ, con chỉ có đọc câu 33 cho con đọc câu 34 thôi. Tại cái tích truyện này là của câu 33 và 34.
Vậy là hết bài rồi, con đọc hết bài rồi. Vậy con kính tri ân quý sư, quý bà, quý cô tu nữ và quý cô chú cùng anh chị. Nếu con có đọc sai thì xử cho con, nếu con có phạm lỗi gì thì xin tha thứ cho con. Con xin xuống mít ạ. Sa thu lành thầy. Ông địa ông thần tài ông đó. Nam mô Phật Thà Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya, kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo Đức Phật giáo pháp và chư tăng. Kính đảnh lễ chư đại đức tăng trong đạo tràng, kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room. Dạ con xin được kể kinh pháp cú số 36. Sududda sang suni punang yattha kamani patinang tang rakhe thame thavi chitang kutang sukhavahang sududda sang suni punang yattha kamani pati nang chitang rakhe thame thavi chitang kutang sukhavahang. Tâm khó thấy tế nhị theo các dục quay cuồng, người trí phòng hộ tâm, tâm hộ an lạc đến. Bản dịch của Ngài Minh Châu. Một thầy tỳ khưu khi còn là cư sĩ thì thuần hành tinh tiến vun bồi phước hạnh, sau khi xuất gia được các bậc giáo thọ hướng dẫn Phật pháp thì cảm thấy khó khăn lãnh hội, học luật thì thấy trăm thứ ràng buộc, học kinh thì thấy sự ứng dụng mỗi người một cách, học A Tỳ Đàm thì cả rừng ngôn ngữ, ngôn từ nghĩa lý. Vị sư ấy không an lạc nên muốn hoàn tục, khi được những người bạn đồng hành đưa đến gặp Đức Phật thì vị tỳ khưu ấy được Đức Điều Ngự dạy rằng bất tất phải quan tâm nhiều điều chi, cần phòng hộ tâm ý là đủ. Dạ mô Phật Thà Ya, con xin được xuống mic. Dạ con thấy bàn tay là con kính la cung thiền đại đức Tịnh Đạt ạ. Dạ sao thú xa thú mình quý vị nào chưa có ôn được lớp ôn tập cuối tuần ngày hôm nay, xin mời quý vị chúng ta còn thời gian thể cảm ơn cô Rạng Đông, cảm ơn Pháp Thành á. Dạ như vậy thì quý vị giơ tay để ôn bài thì chúng ta kết thúc cái buổi ôn tập cuối tuần ở tại đây. Mong rằng lớp học ôn tập cuối tuần của chúng ta sẽ được ôn tập những cái lời kinh, những cái lời dạy Phật rất là ngắn gọn ở trong những cái thể thơ được đúc kết. Thưa quý vị rằng đây là những cái câu đúc kết những cái lời dạy của Đức Phật qua một cái sự kiện mà chúng ta gọi đó là duyên sự, qua một cái sự việc xảy ra ở trong thời Đức Phật, một cái vị tỳ kheo phẩm hay là một cái vị cư sĩ có một duyên sự đối với chư tăng hay là đối với bản thân của Đức Phật, thì lúc đó Ngài đã nói lên những lời sách tấn khuyến khích để nung đúc cái tinh thần tu tập, cũng như là chỉ ra những cái lỗi lầm, rồi sau đó Ngài đúc kết lại thành một cái câu kệ để gồm thâu những cái ý nghĩa đó. Và thưa quý vị rằng cái truyền thống học kinh Pali, học ngôn ngữ Pali gồm có 9 lớp, tất cả là 9 lớp,
thì Tịnh Đạt được biết rằng cái việc mà đúc kết thành một cái câu kệ qua một cái thời pháp đó, thì cái khả năng này, cái kiến thức về trình độ đó, thì đến lớp 8, lớp 7, lớp 8 Pali và lớp 9, đó là những cái lớp cao cấp về Pali tại Vương quốc Thái Lan. Thì khi tham gia những cái lớp học này đó, thì những cái vị tăng sinh sau khi đọc một cái viết một cái bài thuyết pháp hay dịch chuyển ngữ từ tiếng Thái qua tiếng Pali, các vị này cần phải đúc kết lại một cái ý nghĩa xúc tích bằng những cái câu kệ, giống như là bằng những cái câu kệ kinh Pháp Cú. Thì qua đó đánh giá được cái trình độ hiểu biết về Phật Pháp, trình độ về giáo lý và cái trình độ về khả năng sử dụng ngôn. Quý vị thấy rằng chúng ta đọc kinh Pali Pháp Cú chỉ dọn vẹn 4 câu, nhưng mà để đúc kết lại một ý nghĩa của một cái duyên sự cũng như là trở thành một cái thể thơ trong Pali thì phải nói rằng rất là cực kỳ, rất là khó. Bởi vì bây giờ chúng ta để mà đọc hiểu, để mà phân tích 4 câu kệ ngôn Pháp Cú trong Pali này thì cũng phải cần phải có những cái sự tìm hiểu rất là sâu sắc để mà hiểu. Thì đó là liên quan đến cái phần kệ ngôn Pháp Cú mà chúng ta đang được học và chúng ta đang được ôn tập qua những cái bài học. Mong rằng những cái công đức này sẽ những cái bậc thang, là những cái vòng tay để mà gìn giữ Phật Pháp cho được trường tồn cho đến mãi mãi về sau. Và công đức này cũng là những cái thiện sự hỗ trợ cho tất cả chúng ta trên con đường tìm hiểu và thực hành giáo pháp ngày được càng tiến bộ. Nam mô Bụt Thầy Giá. Và bây giờ thì đã hết giờ sinh hoạt lớp Phật và lớp Pháp Cú Kinh. Tịnh Đạt xin được Thượng Tọa Minh Hạnh, hiện tại thì Thượng Tọa đã rời room rồi, thì Tịnh Đạt xin được thay mặt Chư Tăng để có cái sự phúc chúc cầu nguyện phước lành đến toàn thể quý vị ở trong diễn đàn Pháp Cú Kinh. Bhavantu sapakalang rakhantu sapa devata sapa buddhanu bhavena sarasothi bhavantu te. Bhavantu sapa mangalang rakhantu sapa devata sapa dhammanu bhavena sarasothi bhavantu te. Bhavantu sapa mangalam rakhantu sapa sapa sankhanu bhavena sada sothi bhavantu te. Sadhu sadhu. Dạ, Tịnh Đạt xin được xuống mic. Kính mời cô Cẩm Vân trả lời với diễn đàn. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức Tuệ Đức cùng Chư Tôn Đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới và ôn lại bài. Và chúng con kính tri ân Chư Đại Đức Tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Ya deva ta san ti vi ha ra wa si ni thu pe ga re bo thi ga re ta hin ta hin ta tham ma da de na pa wan tu bu chi ta so thiền ca ron te tha vi ha ra mang da le thề ra cha mát cha na wa ca cha bit kha wo Sarami kadana pati ubasaka gama cha desani gama cha isara
Sappana puta sukhita pavan tu te cha la bu cha ye pi cha an da sam pa wa sam se da cha ta a tha vô pa pa ti ca ni ya ni căng tham ma wa sang ba ti cha te sappe pi dukkha sangkha ron tu sangkha yang tha tu chi răng sa tăng thầm mô thầm ma tha ra cha bút ga la sang khô hô tu sa mắc vô wa a tha ya cha hi ta ya cha âm hề ra khan tu sắc thầm mô sắp bề bi thầm ma cha ri nô vút thêm sâm pha phu ni ya ma thầm ma ri ya pa quê đi tê. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính ơn quý Phật tử đã quân tập vào râm nghe pháp, kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào râm học pháp. Kính chào tạm biệt, cảm ơn xin xuống mít.